với chính cái cuộc sống của mình. Bởi vì một cái người trẻ đầy năng lượng thì mình phải làm đúng với những cái năng lượng đó của mình tỏa ra. Và thông thường thì những ngày cuối năm của Hà trôi qua như thế nào? Đương nhiên nó bận rộn hơn giữa năm. Công việc đi hát nhiều, rồi gặp gỡ nhiều người, rồi nói chung là đúc kết lại một năm. Nói chung là Khoa cũng biết mà, Khoa làm chương trình này Khoa cũng biết. Thì và đương nhiên là những ngày Tết á, thì Hà sẽ không đi hát. Hà dành cái khoảng thời gian đó cho gia đình, cho bản thân và cho những cái người thân yêu của Hà. Rồi sau đó lại tiếp tục một năm làm việc. Và thường mùa Giáng sinh thì thông thường Hà sẽ làm những cái hoạt động gì cho ngay cả mình? Hà thì rất là đơn giản, đi cùng gia đình mua cây thông về trang trí trong nhà, tất cả đều tự tay làm cùng với người nhà hết, rồi đi hát. Nhưng Hà thì ví dụ như ca sĩ thì có nhiều người cứ đến mùa Giáng sinh thì tìm bài Noel hát, rồi tìm Tết này kia để hát. Nhưng mà Hà thì luôn luôn hát về tình yêu, vì Hà nghĩ là mùa gì trong năm hay ngày nào thì cũng cần phải tình yêu hết. Thì Hà là cái người mà tràn hòa giữa mọi thứ, Hà hát về tình yêu và lại tìm những cái bài hát về tình yêu hạnh phúc hơn. Bởi vì cuối năm thì, và một năm mới thì ai cũng muốn tìm đến một cái sự hạnh phúc, thì mình tìm những cái bài hát thực sự hạnh phúc để hát cho mọi người. Thế thì có cái thói quen là nấu nướng một vài món ăn gì đó trong nhà cho bố mẹ hay là cho mọi người thân hay không? Không bao giờ. Thì dọn dẹp là thế mạnh của Hà, nấu nướng là thế yếu. Thì là như Hà có nói là mọi người nghĩ như là một thằng con trai là như vậy đúng không ạ? Như là không nấu nướng, không đụng đến nấu nướng đúng không ạ? Nhưng mà dọn dẹp thì rất sạch sẽ. Tự tin đảm bảo về điều đó. Và thông thường một mùa Giáng sinh thì vẫn thường mang lại cho người ta những cái ý niệm về sự an lành, về sự bình yên. Và ngay cả một cái ngọn nến thắp lên thì Khoa nghĩ là cũng sẽ là sưởi ấm cho bất kỳ ai. Cho dù là con gái, con trai hay là người làm trong lĩnh vực nào đúng không ạ? Và cũng như là thay mặt cho ban biên tập của chương trình, những người thực hiện chương trình Chat Với Sao, xin gửi đến tặng cho Hà một món quà Giáng sinh. Hy vọng là bạn sẽ có một mùa Giáng sinh ấm áp hơn bên cạnh gia đình, người thân và những gì bạn thương yêu nhất. Cảm ơn Khoa và cảm ơn chương trình Chat Với Sao. Từ nãy giờ cứ ngồi ngắm cái nến này rồi, không biết nó có phải là của mình hay không. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã mang lại cái sự ấm áp cho Hà. Và cùng với những gì tốt đẹp nhất của một mùa Giáng sinh an lành đang đến với tất cả chúng ta, một lần nữa chương trình cảm ơn rất nhiều vì Hoàng Ngọc Hà đã dành thời gian để cùng đến với chương trình để chia sẻ những trải nghiệm
mà bạn đã đi qua, từ những danh hiệu là khi người đẹp hát rồi siêu mẫu, đến ngay cả bây giờ là một ca sĩ và một nữ hoàng quảng cáo. Hy vọng Hà sẽ luôn luôn cảm thấy bình an trong tâm hồn và luôn luôn trọn vẹn hơn đối với tất cả những gì mà bạn đang đóng góp cho làng văn nghệ của chúng ta. Xin cảm ơn Khoa và Hà thêm một lần nữa. Rất là mong tất cả quý khán giả lúc nào cũng được bình an trong tâm hồn hết. Và lúc nào mà cảm thấy muốn được sưởi ấm trong tâm hồn và hạnh phúc thì hãy thắp một ngọn nến giống như Hà. Hà sẽ về nhà và thắp nến ngay để luôn luôn cảm thấy cuộc đời mình nó luôn luôn ấm áp. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào tất cả quý vị. Nhớ thương thật nhiều, giờ đây cách hai phương trời. Nhờ cơn gió đêm nay mang dấu yêu về bên em. Chắc anh sẽ buồn và sẽ trách em thật nhiều. Những ngày chia xa em nghe đớn đau vô cùng.